Cả Việt Nam chúc mừng Quang Linh Vlog cùng team châu Phi lại vinh dự nhận món quà đặc biệt từ tỉnh đoàn Quảng Ngãi. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, cái tên Quang Linh Vlog và team châu Phi đã không còn xa lạ với những người dân Việt Nam. Không chỉ người dân Việt Nam mà người dân ở trên thế giới cũng biết đến những nghĩa cử cao đẹp mà team châu Phi đã thực hiện. Thậm chí netizen Trung Quốc còn nhận vơ Quang Linh là người nước họ, khiến cho cộng đồng mạng Việt Nam được fan cười bỏ bởi độ nhận vơ của anh bạn hàng xóm. Các bạn ạ, nói đến Quang Linh Vlog là nói đến thiện nguyện, không chỉ giúp người dân châu Phi xa xôi mà Quang Linh cùng với team châu Phi vẫn luôn có những hoạt động thiện nguyện ở ngay trên quê hương Việt Nam. Mới đây Quang Linh cùng với team đã có chuyến hành trình thiện nguyện trở lại Việt Nam 3 tháng để thực hiện dự án Hành trình vì người chiến sĩ nơi đảo xa. Chuyến hành trình mang đầy yêu thương đến cho các em nhỏ và cả những chú bộ đội. Chính vì những điều tốt đẹp mà team Quang Linh đã và đang làm ở Việt Nam, mà cụ thể tại đảo Tiền Tiêu Lý Sơn đã nhận được một lá thư cảm ơn chân thành sâu sắc đến từ chính quyền địa phương, đại diện thay lời những người dân, những trẻ em và những chiến sĩ bộ đội nơi đây. Một lá thư cảm ơn đến từ huyện đoàn Lý Sơn, tỉnh đoàn Quảng Ngãi gửi tới team châu Phi với nội dung như sau. Mở đầu lá thư, huyện đoàn Lý Sơn đã giới thiệu lại về mảnh đất, con người và sứ mệnh của nơi đây, một huyện đảo duy nhất nằm về phía đông bắc của tỉnh Quảng Ngãi với diện tích 10,32 km2 và dân số gần 24.000 người. Huyện đảo nhỏ này nằm ở vị trí quan trọng trong chiến lược quốc phòng an ninh của quân khu 5 nói riêng và cả nước nói chung. Những người dân Lý Sơn từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng về sự can trường trong bám biển, bám đảo bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và là quê hương của đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm chức Bắc Hải Anh hùng. Tuy nhiên nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Trong thời gian qua, Lý Sơn nhận được nhiều sự quan tâm của các cấp, các ngành và các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các em thanh thiếu nhi, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn đã đón nhận nhiều tình cảm, sự chia sẻ của các tổ chức, cơ quan, các đơn vị nhà hảo tâm. Tiếp đó là những thành quả mà thời gian qua team châu Phi đã đóng góp, giúp công sức tại huyện đảo Lý Sơn. Khép lại chuỗi các hoạt động hành trình vì người lính đảo xa tại đảo Tiền Tiêu Lý Sơn, Quảng Ngãi, cộng đồng team châu Phi đã trồng 600 cây bàng vuông và cây phong ba, 40 suất học bổng cho các em học sinh, 30 phần quà cho bà con ngư dân, 50 phao cứu sinh, 5 máy lọc nước, một hệ thống bơm nước dành tặng lực lượng vũ trang, tặng sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, công trình thắp sáng đường quê, nguồn kinh phí cho các hoạt động tổng cộng là 270 triệu đồng từ cộng đồng team châu Phi. Đây là sự động viên rất lớn để bà con nhân dân vượt qua được khó khăn, ổn định cuộc sống, các em tiếp tục đến trường và chiến sĩ lực lượng vũ trang yên tâm bảo vệ Tổ quốc. Lời kết bức thư là lời cảm ơn thay mặt ban tổ chức, ban thường vụ huyện đoàn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng team châu Phi đã quan tâm ủng hộ, tiếp thêm nghị lực cho quân và dân huyện đảo Lý Sơn để muôn đời giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Và một lời chúc cộng đồng team châu Phi và các thành viên sức khỏe, hạnh phúc, gặt hái nhiều thành công mới. Kênh page Facebook, YouTube của Quang Linh Vlog và team châu Phi cũng đăng tải bức thư cảm ơn này và video buổi đêm khép lại hoạt động hành trình vì người lính đảo xa. Phía dưới phần bình luận là cơn mưa lời khen, lời cảm ơn đến từ những người vẫn luôn theo dõi hành trình của các anh. Quá uy tín, làm đẹp cho đời, tiếng thơm vẫn cứ dành cho tất cả mọi người team châu Phi. Thật là tuyệt quá ạ. Những việc làm của team châu Phi ở huyện đảo Lý Sơn thật là tuyệt vời. Chúc các anh em trong team châu Phi sức khỏe để tiếp tục làm được nhiều việc thiện nguyện hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn đại diện tình nguyện viên Việt Nam tại khu vực miền Trung, cảm ơn em Phạm Quang Linh nói riêng và cộng đồng team châu Phi nói chung đã giúp đỡ bà con Quảng Ngãi, đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn. Thay mặt người dân Quảng Ngãi, cảm ơn rất nhiều. Một hành trình của lòng nhân ái, tình người, lòng yêu thương, trách nhiệm thanh niên thế hệ mới gắn liền với biển đảo, chủ quyền Tổ quốc, team và Quang Linh là tấm gương hàng đầu trong thế hệ trẻ hiện nay. Một hành trình ý nghĩa và quá tuyệt vời của Linh và team châu Phi, một chuyến về Việt Nam với những chặng đường từ miền núi tới hải đảo, vừa làm tình nguyện, vừa giới thiệu tới mọi người về một Việt Nam tươi đẹp biết bao, tự hào là người con Việt Nam, tự hào là một thành viên của cộng đồng team châu Phi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để viết tiếp những hành trình tươi đẹp này. Thật tuyệt vời, cảm ơn tất cả những gì cộng đồng team châu Phi đã gửi tặng tới bà con huyện đảo và các em học sinh. Những gì các bạn làm thật ý nghĩa. Nhân đây cũng xin gửi tới một câu hát tới những ai hay nói team làm trò hề. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Nếu mình đã không làm được những điều anh em team làm thì xin hãy im lặng, đừng nên buông những lời không hay. Hãy nhìn người khác làm gì, chứ đừng vì cái đầu mình đang nghĩ gì. Vậy là hành trình vì người lính đảo xa của team châu Phi đã kết thúc một cách viên mãn, đầy ý nghĩa. Những hoạt động nhằm hướng về quê hương với tình yêu biển đảo của những người Việt xa Tổ quốc. Tiếp đó sẽ là những chuyến hành trình mới, những dự án thiện nguyện mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện. Một Quang Linh cùng với team châu Phi của anh ấy sẽ tiếp thêm thật nhiều cảm hứng, tình yêu và sự nhiệt huyết với đất nước, con người Việt Nam. Ngay tại thời điểm kết thúc dự án Hành trình vì người lính đảo xa, những ngày qua
cả nước hướng về con ngõ Khương Hạ, Hà Nội, nơi diễn ra vụ cháy kinh hoàng cướp đi mạng sống của 56 người chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Trước mất mát quá lớn, các nhà hảo tâm đã tìm ra những phương thức khác nhau để hỗ trợ những nạn nhân chịu ảnh hưởng từ vụ cháy. Mới đây, Quang Linh Vlog đã có hành động thiết thực ủng hộ một số tiền hỗ trợ san sẻ phần nào cho những mất mát của nạn nhân trong vụ cháy. Trên trang cá nhân, Quang Linh ngắn gọn gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và ghi chú thêm: thay mặt cộng đồng Team Châu Phi, xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy ngày 13 tháng 9 tại Hà Nội. Hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình đã công khai đầu mối tiếp nhận nguồn hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Thông tin này nhanh chóng nhận được rất nhiều chia sẻ và bình luận trên mạng xã hội. Quang Linh Vlog vốn dĩ nổi tiếng là chàng trai làm việc thiện, dùng những hành động thiết thực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hành động chia buồn với các nạn nhân trong vụ cháy của nam YouTuber càng khiến nhiều người yêu mến. Nhưng có một điểm đặc biệt, đó là dù chuyển khoản cá nhân nhưng trong phần ghi chú, Quang Linh có viết rõ: cộng đồng Team Châu Phi xin ủng hộ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy. Một việc làm nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa, khoản quyên góp này là tình cảm của cả Team Châu Phi dành cho những nạn nhân trong đám cháy. Tiếp tục có rất nhiều những bình luận đến từ cư dân mạng thể hiện tấm lòng yêu quý Quang Linh cũng như Team Châu Phi. Tuyệt vời con người Nghệ An, mong rằng số tiền ý nghĩa đó đến tận tay những gia đình gặp nạn. Cảm ơn nhà nước, cảm ơn Team Châu Phi. Team Châu Phi không làm chúng ta phải thất vọng, luôn kịp thời và đúng lúc. Mong các gia đình gặp nạn an ủi phần nào. Không nói nhiều mà chỉ hành động thôi, luôn đúng lúc và đúng thời điểm, quá ý nghĩa luôn. Mỗi người một ít, gửi tình thương, sự chia buồn của mọi người tới những gia đình gặp nạn, cảm ơn Team Châu Phi. Đó chính là sự ấm áp của tình người, mọi động thái của Team Châu Phi đều nhận lại sự ủng hộ chân thành của những người theo dõi. Họ không hề một mình mà luôn có những người bạn đồng hành. Trong khi Quang Linh và một số thành viên Team Châu Phi đang ở Việt Nam, thì các đồng đội của anh ở Angola vẫn miệt mài làm việc. Team trang trại có lẽ là hoạt động tích cực nhất khi liên tục thử nghiệm thả cá, nuôi vịt đẻ, nghiên cứu nuôi thỏ để tận dụng đất rộng và nhân lực tại farm. Ở Angola đang là mùa khô, người dân địa phương chủ yếu tập trung vào chăn nuôi. Mùa này không nhiều người trồng trọt do đất xốp và thoát nước lớn. Để tưới tiêu cho cây rất vất vả mà có thể không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Nhưng Team Quang Linh lại ngược đời, vẫn duy trì trồng khoai tây. Theo anh Thế, quản gia của trang trại đã chia sẻ, khi ít người trồng, khoai tây sẽ hiếm hơn và được giá hơn. Tuy khó khăn là vậy, nhưng tổng sản lượng thu hoạch khá khả quan, khoảng 5 tấn. Sau khi thu hoạch, các công nhân của trang trại sẽ phân loại khoai tây, củ to và nhỡ đem bán, củ nhỏ giữ lại làm giống cho mùa sau và chia cho bà con làm giống. Những củ bị dập hay bị quốc vào sẽ được team trang trại chia nhau và chia cho các công nhân về ăn. Sau khi phân loại khoai tây, có 70 sọt đủ tiêu chuẩn được xuất bán. Số lượng không quá nhiều nên họ mang đi bán buôn ở chợ huyện, thu hồi vốn lân đạm và phục vụ chi phí mùa sau. Điều thú vị là chợ ở đây dù bán buôn hay bán lẻ cũng không cân ký mà ước lượng theo mớ. Dù team nông sản đã xếp sẵn khoai và sọt ở nhà, đến chợ các chị vẫn xếp lại, dồn khoai cho đầy tràn rồi mới tính là một sọt. Một phần do giống khoai team Quang Linh trồng là khoai tây vỏ hồng, mỏng tang, ruột vàng. Phần vì hai anh chàng phụ việc bán hàng khá mát tay, thương lái đến mua khoai khá đông. Họ chỉ bán hơn một tiếng là hết xe khoai. Dù vậy số tiền thu về cho cả vụ không tính phần khoai làm giống và chia lại cho bà con chỉ là 2.500 kwanza, tức khoảng 730.000 đồng Việt Nam, một con số khá khiêm tốn. Nhưng mọi nỗ lực đều là xứng đáng. Điều mà Team Châu Phi mong muốn không phải vụ lợi từ bà con mảnh đất Châu Phi mà là giúp đỡ họ có một cuộc sống tốt hơn, thoát khỏi đói nghèo. Họ có một tấm lòng đáng quý, không ngần ngại mà giúp đỡ những người thiếu thốn. Nhưng dù ở đâu, làm gì, họ luôn hướng về Việt Nam. Họ không ngừng tuyên truyền cảm hứng cho những người trẻ Việt Nam tấm lòng yêu nước và nhân ái. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.